iPhone 12 đã từng là chiếc máy có giá bán cao hơn iPhone 11 Pro Max, nhưng hiện tại thì ngược lại, 11 Pro Max lại có giá bán cao hơn iPhone 12. Liệu rằng đây có phải là dấu hiệu của sự tụt lùi dành cho iPhone 12 hay không? Chúng ta sẽ cùng nhau phân tích xem chiếc iPhone này nó sẽ còn là những gì đáng mua trong năm nay. Cụ thể là sẽ có tới 5 lý do để các bạn nên mua chiếc iPhone 12 này. Lý do đáng mua đầu tiên của iPhone 12 đó là về phần giá bán. Cách đây tầm 3 tháng thì chiếc iPhone này nó đã có giá tầm 10 triệu, nhưng bây giờ giá đã giảm xuống chỉ còn lại tầm 9 triệu. Thậm chí nó còn rẻ hơn cả iPhone 11 Pro Max, vừa tầm với rất nhiều bạn lương tháng 5-6 triệu và mong muốn tìm một chiếc máy vừa khỏe, vừa sang, vừa có camera chất lượng. Và để mua được với mức giá này, các bạn hãy vào trang web viettablet.com. Ở đây luôn có bán rất nhiều mẫu iPhone 12 với giá siêu rẻ, bao 1 đổi 1, bao hoàn tiền 100%, bảo hành lên tới 1 năm, thay pin miễn phí trọn đời, đặc biệt là có hỗ trợ trả góp đầy đủ, hồ sơ bao đầu. Để được giảm giá thêm 300k, các bạn hãy follow kênh TikTok viettablet.com và tham gia vào kênh Telegram viettablet. Mua hàng ở đó sẽ được giảm giá, đồng thời có cơ hội săn được nhiều chiếc iPhone thanh lý với giá siêu rẻ. Lý do số 2 mà các bạn nên lựa chọn iPhone 12 đó chính là về sức mạnh của chiếc máy này. Với con chip Apple A14 Bionic, bộ nhớ RAM 4GB kết hợp với sự tối ưu của hệ điều hành iOS, iPhone 12 ở hiện tại phải nói là quá mạnh mẽ, trải nghiệm vô cùng mượt mà với mọi tác vụ, tốc độ lock up, xử lý đa nhiệm, chơi game, giải trí dường như là iPhone 12 đều xử lý tốt. Điểm số AnTuTu hiện tại đang gần 700.000 điểm, đã chứng tỏ được phần nào sức mạnh của con chip Apple A14 Bionic này. Với phần mềm Geekbench 5, điểm số đơn nhân hơn 1.500 điểm, đa nhân gần 4.000 điểm, hứa hẹn sẽ là một cỗ máy chiến game cực kỳ bá đạo dành cho các bạn. Liên quân là quá nhẹ cho nên mình sẽ test với tựa game PUBG Mobile để chơi được ở mức 60fps. iPhone 12 có thể set đồ họa bất HDR cao nhất, khử răng cưa 2x, chế độ đổ bóng đều được bật. Lúc vào game thì FPS sẽ dao động từ 55 tới 58 khi đi vào địa hình có độ chi tiết cao, nhưng vào lúc giao tranh, FPS lại rất ổn định ở mức 58 tới 60, trải nghiệm bắn PUBG hoàn toàn mượt mà. Tuy nhiên, con iPhone 12 này lúc nóng máy lên thì vẫn giảm độ sáng màn hình như thường. Sau 15 phút chơi game, nhiệt độ máy ở mặt trước sẽ tầm 38 tới 39 độ, nhiệt độ mặt lưng tầm 37,5 độ C, tình trạng pin từ 86% đã giảm xuống 79%, hao tầm 7% cũng khá là ok. Nhưng nếu như chơi trên 30 phút thì sẽ khác, máy nóng lên thì pin sẽ tụt nhanh hơn, viên pin của iPhone 12 sẽ tỏ ra yếu hơn rất nhiều nếu các bạn chơi game. Lý do số 3 mà các bạn nên mua iPhone 12 đó chính là về camera. Rõ ràng trong tầm giá này các bạn có thể lựa chọn iPhone 11 Pro hoặc là iPhone 11 Pro Max có 3 camera sẽ ngon hơn. Tuy nhiên, để vừa có hiệu năng mạnh, vừa nhỏ gọn, vừa sang chảnh thì lựa chọn iPhone 12 là quá ok, và hai camera của nó vẫn là chấp nhận được. Trong điều kiện ánh sáng đầy đủ, iPhone 12 sẽ xử lý mọi chi tiết vô cùng sắc nét, bù lại thì nó sẽ mất đi sự rực rỡ, sự nịnh mắt của màu sắc. Thay vào đó là những bức ảnh có độ trung thực rất cao. Ở trong điều kiện ánh sáng yếu hoặc là chụp ban đêm, iPhone 12 với tính năng Night Mode giống như một ảo thuật gia vậy, tái tạo màu sắc, xóa phông nhẹ, xử lý noise, tất cả đều được iPhone 12 làm rất tốt và cho ra một tấm ảnh vừa chi tiết vừa có độ hài hòa. Quay phim trên iPhone 12 thì khỏi phải bàn cãi nữa rồi, tính năng chống rung hoạt động rất hiệu quả. Trong điều kiện ban ngày thì màu sắc và độ chi tiết đều quá ok, tương tự như lúc chụp ảnh, đặc biệt là chống rung ổn định. Nhưng trong điều kiện ban đêm thì lúc quay phim lại bị noise đi khá nhiều. Nếu các bạn lựa chọn iPhone 12 Pro Max thì sẽ xử lý được tình trạng này. Lý do số 4 khiến iPhone 12 trở thành chiếc máy đáng mua đó là về phần thiết kế. Mặc dù iPhone 12 có mặt lưng khá giống với iPhone 11, nhưng phần viền phẳng và chất liệu nhôm lại làm cho chiếc máy trở nên đặc biệt và bắt kịp trend hiện nay. Cảm giác cầm nắm thoải mái, nhẹ nhàng. Con iPhone 12 này phải nói là rất nhẹ. Mặt lưng được làm từ kính vẫn là cảm giác cứng cáp, mát mẻ, và nếu như các bạn để ý thì sẽ thấy được iPhone 12 có một chút gì đó vừa tinh tế vừa tối giản, phù hợp với những bạn nào đam mê sự đơn giản. Lý do số 5 mà mình sẽ lựa chọn iPhone 12 đó là về thời lượng pin. Nếu như các bạn vận hành iPhone 12 trong điều kiện mát mẻ, chỉ xài cho các tác vụ giải trí nhẹ nhàng thì viên pin của iPhone 12 phải nói là rất trâu các bạn nha. Xài được liên tục hơn 4 tiếng, vừa quay video, vừa lướt Facebook, vừa xem YouTube, vừa chơi game. Còn với người dùng đa tác vụ thì các bạn hoàn toàn có thể sử dụng nó trong 5-6 tiếng đồng hồ. Tuy nhiên, nếu các bạn lựa chọn iPhone 12 để làm một chiếc máy thuần chơi game thì nó lại khác. Bởi vì khi nhiệt độ máy tăng quá cao, viên pin sẽ bắt đầu có hiện tượng tiêu hao tụt dốc không phanh. Cho nên nếu các bạn lựa chọn iPhone để chơi game thì tốt nhất các bạn hãy lựa chọn iPhone 11 Pro Max để có những trải nghiệm ngon hơn. Tại sao iPhone 12 lại có màn hình Super Retina XDR nhưng mình lại đánh giá không cao? Đó là do viền màn hình vẫn còn hơi dày, tần số quét vẫn là 60Hz. Trong khi đó với tầm tiền này các bạn đã có thể mua được rất nhiều dòng Android có tần số quét 120Hz
vuốt lướt bao mượt mà. Nhưng nói gì nói, iPhone 12 với tấm màn này nó vẫn mang lại chất lượng màu sắc và khả năng hiển thị quá là ok. Như vậy là mình đã chia sẻ xong 5 ưu điểm khiến cho iPhone 12 trở thành chiếc máy rất là ok ở hiện tại, xứng đáng để chúng ta phải xuống tiền. Và các bạn có suy nghĩ như thế nào về chiếc máy này, các bạn hãy để lại bình luận bên dưới. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.